Có càng nhìn thích ba server mà bắt khơi nhé. Start all. Nhung chưa ba à rút phim mấy chui 28 telegram mấy máu tha phang sân bảo mạng mấy mình lại ấy bao nhiêu tăng các bạn ạ? Ở đây khơi nè, khơi nè, ở đây chưa cần được cần màu đi à. Chân mẹ tên tất xe nó bỏ đi nó sao cho được cao bằng 2 nhé. Chân ai chìm all style đại dương riêng mình muốn tục ở đá thay em khi tìm được nó máu hay là nhưng bạc ca thạch được thì smart nó biết nào mùi do hello world chẳng nhầm ai ra bò đi giá mùi tiết smart nâng đã phang sân màu STO to upper ba ra convert là so ta kia so thùng hay đã so ra bò những chỗ mới được đã so chỗ mới các bạn này hay echo này folder một tay 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 bay mình này chữ up hơn cơ số thông được không? Ồ, anh đi về anh bên. Tạm mà phang sân này cứ string to upper đặt trôn mó đà ở à đấy à so tôi được ở mình đồ này nó mó đại vĩnh string to lower xe mó lower tôi được ở sẽ cái môi tiết UC word UC word là so thông đám bị bảo hiểm to mà tiếp này à so dương như mơ này thì mình spec song khang chè spec song khang chè hay to mà tiếp dương ai pra function mỗi chữ l trim l trim cứ dùng cắt spec tặng o đàn miên nơi bình bục lại phát bình bục à so cái này mỗi tiếp mình o trim mình cắt cho bị cào bộ programming sẽ cứ mình trim mà trim nó cứ cắt thành chuỗi cắt thành đàm vấn đề này cứ vì khi học cái mình ở trim say or trim say sự đặc biệt giáo này cứ dương tục làm rap chặt tình này cái vai trâu lắm về khác cái gì lòng vai spe vai trâu môn được cái đó nhưng cắt chảo cho nó para cho anh chặt ra bỏ chặt tình này cho trâu cho mũi nó ca process nam mũi cứ dương thử phở ở trim or trim dần hay dương đã mùi nam môn các bạn này ở trim hay or trim ba bùng sọ pi tông nha mà cắt từng bốc cắt từng còi xe màu chân là tập hóa cứ là đại lắm em khánh tình đây chắp cứ vọt chắp vô spec thì âm defy này pra sẵn đắp ca ba nha tha sẵn đắp
encrypt password ទៅជាអក្សរណាមួយយើងមើលយល់ MD5 អញ្ចឹងវា hello world មិនតែទៅជាអក្សរណាមួយដែរមើលយល់អានេះក៏ប្រើច្រើនដែរពេល login ពេល register ហីគឺយើង convert password គេចោលកុំឲ្យដឹងបើគេបាត់ password គឺមានតែ reset ឲ្យថ្មីបាទមានបន្តមកទៀតគឺអីគឺ string pad str_pad pad អក្សរចូលមកក្បៀស1 20ក្បៀស1ទៀតចុចអូច្រើនពេកអញ្ចឹងអានោះគឺសម្រាប់បន្ថែមពាក្យណាមួយដែលចង់ដាក់ឲ្យវាឲ្យបើគ្រប់តួអក្សររបស់វាអក្សរយើង Hello World មានប្រមាណពាក្យដល់10ពាក្យណាហើយតំណាយ20នេះបានន័យថាប្រសិនបើអក្សរមិនទាន់គ្រប់20តួទេបន្ថែមចុចឲ្យគ្រប់20តួថែមអីថែមទៅថែមត្រេចឹងបានថែមត្រេចឹងមកតែមួយទៀត repeat repeat នេះគឺយើងដាក់ repeat ពាក្យនៅ20ដងវានឹង repeat 20 repeat ពាក្យនឹងឡើងវិញតែយើងមិនចាំបាច់ទៅសេឡើងវិញណាអឺមួយទៀត word count រាប់ពាក្យword count នឹងសំខាន់ណាធម្មតាអត្ថបទមួយចំនួនដែលយើងចង់បញ្ចេញមកលើ home page គេខ្លាចអត់ទាន់ចេញបញ្ចេញទាំងអស់ទេគេចេញខ្លះសិនចឹងអាចកំណត់ចំនួន count ណា count ប្រមាណពាក្យដើម្បីឲ្យវាចេញចុចដើម្បីវារីកមកណាចឹងអាចប្រើហ្នឹងណាហ្នឹងប្រើយ៉ាងដែរណាចុងក្រោយគឺ word wrap word wrap សម្រាប់ចូលបន្ទាត់អញ្ចឹងដាក់អក្សរចូលដាក់ variable យើងចូលមកជាអក្សរ20ក្បៀសមកចូលបន្ទាត់បានថា20ពាក្យវានឹងចូលបន្ទាត់ម្ដងប៉ុន្តែអាចយើងមានពាក្យយើងតិចពេកអញ្ចឹងអាចដាក់2ពាក្យបានហើយនេះដាក់អូចេះមកសេវមកអេឈប់លេខ2នេះវាទៅជាលេខ3មកមួយមិនទៅដល់ពាក្យបើមែនតើអត់ឈប់អានេះអត់ឃើញ space ចូលបន្ទាត់អស់ចឹងនេះមើលវត្តមើលអរមែនបើមែនតែទៅវាអត់គិតទៅលើពាក្យវាគិតលើតួអក្សរក្នុងពាក្យវត្តរាប់នេះខ្ញុំដាក់អភ័យឃើញទេ20ចុះបន្ទាត់1វាចេញអីគេមែន20ពាក្យណាវត្តមើលតួអក្សរ1 2 3 4 5 6 space រាប់ទេណា7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ប៉ុន្តែវាវារាប់តួអក្សរមែនវាអត់ចុះតាមតួអក្សរបំៃទេវាចុះតាមពាក្យផុតអក្សរវាចុះណាអានេះកណ្ដងដែរពាក្យខ្លះវែងពាក្យខ្លះខ្លីវាអត់គិតតាមពាក្យទេគិតតាមតួហ្នឹងតែវាចុះឲ្យ
โอเคอันนี้เป็นดังสั้นอ๋อให้จำยมประโยชน์ปีเซ็งนี้แต่พอสับสตริงใน number format บัดโพยสั้น